Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Hello, tôi luật sư Liêm tới đây. Hello, chào luật sư. Dạ, xin chào anh. Dạ, có một câu hỏi nhờ luật sư giải đáp dùng, nhưng mà nó hơi lầm vòng chút xíu. Sao vậy? Dạ. Tôi có người ba, ổng mua bảo hiểm chung với người con, nhưng mà ổng không đi xe đó, ổng đi xe một đứa con khác. Bây giờ ổng gây ra cái tai nạn đó. Ổng gây ra cái tai nạn thì cái bên kia người ta không chịu đền, rồi mà cái bên bảo hiểm của ổng cũng không chịu đền, thì nó đẩy qua đây lợi. Thì bây giờ mình muốn hỏi là cái bên bảo hiểm của ổng làm vậy có đúng hay không, thứ nhất. Thứ hai đó, bây giờ cái bên bảo hiểm thằng em tôi mà ổng mượn xe bị đụng đó, nó chịu đền rồi mà nó bắt mình ký vô một cái tờ giấy là mình phải chấp nhận thì nó mới chịu trả tiền. Thì bây giờ tôi hỏi, nếu thằng em tôi nó không ký thì có gì xảy ra với nó không, thứ nhất. Thứ hai là cái bên mà ổng đụng đó, bây giờ người ta gửi tiền, gửi một cái thư tới đòi ổng cái giá trị, cái tiền, số tiền là lên là 5.001 hay là 5.002 gì đó. À, tiền sửa xe hả? Trả thì ổng có bị gì không? Dạ, yeah, đương nhiên ổng có thể bị. Bây giờ thế nó lại nè, ổng mượn một chiếc xe của một người con, ổng lái xe, phải không? Dạ, dạ. Rồi, ổng ra, ổng là người gây ra tai nạn, đúng không? Lỗi của ổng. Phải không? Dạ. Rồi, bây giờ đó, cái xe, cái người con mà ông mượn xe đó, là chủ chiếc xe là họ, phải không? Dạ, đúng, đúng. Dạ. Rồi, cái người con đó có ở cùng nhà với ông không? Dạ, cùng nhà. Ông có tên ở trong cái policy của cái người con đó không? Dạ không, dạ không. Ừ. Vậy thì đó, rồi, bây giờ đó, vậy thì đối với lại cái bảo hiểm của cái người con mà ông mượn xe đó, là có thể nó sẽ từ chối, nó không có bảo vệ. Lý do là bởi vì ông là ba của nó, mà hai người cùng ở trong cùng một nhà. Nếu hai cha con ở nhà khác nhau đó, thì có thể nó vẫn cover. Nhưng mà bởi vì hai người là cha con liên hệ mật thiết với nhau mà cùng ở một nhà nữa, do đó đối với bảo hiểm nó nghĩ rằng là ổng phải có trong cái policy đó thì nó mới bảo vệ. Đó lý do nó không bảo vệ và không, nó không có cover. Và khi nó không có cover đó thì chuyện nó làm là đúng chứ không có sai. Bây giờ đối với bảo hiểm bên đối phương, bởi vì ổng gây ra cái tai nạn mà bên bảo hiểm, bên coi như ổng không có bảo hiểm, do đó đó cái bên đối phương đương nhiên họ sẽ kiện ổng. Và đương nhiên nếu mà họ cái số tiền 5.000 mấy, tôi không biết là nó có bỏ công ra, nếu nó bỏ công ra nó kiện thì có thể nó kiện, nó sẽ thắng đó. Và bởi vì lỗi ổng mà. Và nếu nó thắng á, thì nếu ổng có nhà cửa hay là bank account thì nó có thể siết ở trong đó. Cái bảo hiểm của thằng em đó luật sư. Bây giờ cái bảo hiểm rồi. Cái gì? Cái bảo hiểm thằng em nó gửi thơ tới, nó chịu trả rồi. Nhưng mà cái, nó phải ký vô một cái tờ giấy. Cái bảo hiểm của thằng em là bảo hiểm nào? Bảo hiểm của cái người bảo hiểm của thằng, chủ của chiếc xe. Mượn xe bị đụng đó, mượn xe bị đụng đó. Mượn xe bị đụng. Dạ, thì đứa con thứ hai ông mượn xe ông chạy mà không có tên đó. Thì nó trả lời là nó sẽ đền mình với điều kiện là đứa em sẽ ký vô cái tờ giấy đó. Nó trong đó có tờ giấy. Rồi cái tờ mình ký vô đó, mình trả lại nó thì nó sẽ đền cho cái tai nạn đó. Nó đền cho tai nạn đó. Nghe. Nó đền là nó đền cái gì? Nó đền là nó đền cái tiền sửa xe, hay là nó đền tiền bác sĩ, hay là nó đền cái gì?
À, nó không nói rõ ràng. Bây giờ nó nói mình muốn trả cái tai nạn đó thì mình ký vô cái tờ giấy đó. Không, thì, cái đó, oh yeah, cái, ok. Bởi vì nếu không rõ ràng thì mình phải đọc kỹ cho nó rõ ràng, chứ không ai mà ký mà không biết là mình ký cái gì rồi mới trả. Thì tốt nhất á, là coi kỹ để nó hỏi nó đền cái gì. Còn không đó thì phải đem ra văn phòng luật sư để nhờ họ coi. Tại vì đó có thể là nó không có cover vấn đề mà liability, nhưng mà có thể nó vẫn cover về vấn đề collision hay là med pay vân vân. Thì nó do đó phải coi nó trả cái gì rồi mình hãy ký. Yeah. Dạ không luật sư. À, thằng em tôi nó có đem cái thơ đó ra cái chỗ mà nó mua bảo hiểm á, thì cái chỗ đó người ta coi người ta cũng nói như vậy. Nên nó đúng cái này là mình ký vô thì nó trả. Mà trước khi mình ký vô cái đơn đó đó là mình phải đem ra cái chỗ gọi là thị thực chữ ký. Tôi biết. Cái đó có đúng. Đúng, nhưng mà đó mình phải biết là mình ký cái gì. Dạ. Okay, chứ nó không nói rõ ràng mà chỗ bảo hiểm thì ta nói như vậy. Ok, vậy là cái người bảo hiểm họ không biết rồi. Do đó tôi mới khuyên là mang cái tờ giấy đó văn phòng luật sư nhờ họ coi giùm, để coi biết là mình ký cái gì. Chứ mình ký mà mình không biết mình ký cái gì thì nó rất là nguy hiểm. Ok. Bây giờ muốn hỏi luật sư, nếu mà mình thằng em tôi nó lờ luôn thì nó có gì bị gì không? Thì nó, có... không, nó lờ luôn cái thơ luôn, nó không có trả lời đó. Thì nó có ảnh hưởng tới nó gì không? Cái bên kia người ta có thể đưa nó là... Nó có thể. Bởi nó không nên lời là bởi vì nó có bổn phận khi nó có bảo hiểm là nó phải hợp tác với bảo hiểm của nó. Nó không thể lời được. Nó không thể lời được. Nó phải hợp tác. Thì bảo hiểm nó mới bảo vệ nó. Thì do đó tôi không nghĩ là nó nên lời. Tốt nhất vẫn tôi lặp đi lặp lại nhiều lần là tốt nhất là mang tờ giấy đó ra một cái văn phòng luật sư nhờ họ coi giùm. Ok. Văn phòng luật sư có làm những cái chuyện này không luật sư? Có, đương nhiên chứ. Tôi làm mấy 30 năm nay tôi làm chuyên môn về đụng xe, tai nạn xe cộ nhiều. Thành ra muốn, nếu muốn cần mang văn phòng tôi ra tôi coi thì tôi có thể cho biết. Coi cái đó nó làm gì thế nào. Ok. Cảm ơn em ha. Thank you, bye bye. Cảm ơn luật sư nhiều. Chào luật sư. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Chào luật sư. Xin chào. Hello. Tôi nghe luật sư Liêm, tôi nghe đây. Luật sư Liêm đây. Luật sư Liêm đây bà. Liêm, chào luật sư. Tôi hỏi một câu hỏi tôi. Được. Tôi hỏi ngắn gọn thôi. Tôi có một cái nhà với tiểu bang khác. Rồi sao? Bây giờ tôi có một cái nhà tôi mua bên tiểu bang khác mà bây giờ tôi nhờ người ta đứng mướn giùm. Mà bây giờ nó không trả tiền nhà 2 tháng rồi. Mà bây giờ nó bỏ đồ trong nhà nó đi hết luôn. Nó đi rồi bây giờ nó tới, nó gõ cửa cái người mà cái cho mượn nhầm đó. Rồi bây giờ nó tới gõ cửa thì tôi bị đụng mở nó đâm chết luôn á. Nó đâm chết luôn á. Nó đâm chết luôn á. Thì bây giờ cái nó về nó bước luật sư. Bây giờ luật sư biểu ra tòa. Bây giờ luật sư biểu ra, luật sư nó tòa trót tòa biểu là ngày 20 mấy này. Tôi không trả lời được cho bà. Thứ nhất là tiểu bang khác, bà nói lung tung beng, tôi không biết là cái chuyện này nó xảy ra thế nào. Bà cái gì đâm chết luôn, nghĩa là sao tôi không hiểu, tâm chết ai? Ok, bà có nhà ở tiểu bang khác là tiểu bang gì vậy? Dạ, tiểu bang Charlotte. Cái tiểu bang gì? Charlotte á, dạ. Ok, Charlotte. Ở Carolina. South Carolina. All right. Thì cái tiểu bang đó đó, rồi bà có cái nhà đó, rồi người ta mướn nhà, rồi người ta bỏ nhà, người ta đi, người ta để đồ trong đó. Rồi sao? Rồi nó quay trở lại, rồi nó đâm ai? Nó tới cái nhà cho bướng đó, tôi đi đừng mở cửa, chứ nếu mày mở cửa ra... Ok, rồi. Tức bà kêu không có cho mở cửa. Trên nguyên tắc á, nếu nó đi thì đồ của nó là mình cho nó lấy đi. Còn mình sợ, bây giờ không lấy thì mình cho nó biết nó có trong vòng chẳng hạn 15-30 ngày, nếu không lấy thì mình liện đồ nó đi. Vậy thôi. Ok. Nó không liện đồ đâu, bây giờ... Ok.
Ok, Trương Dạ Nguyên. 2 tháng rồi, dạ 2 tháng xin lỗi luật sư, dạ 2 tháng rồi. Bây giờ nó không đi, bây giờ nó đưa ra tòa, Ok. tức là nhất định. Thì bây giờ đó, nếu nó đưa ra tòa thì bà phải mướn luật sư để có người đại diện cho bà là chủ nhà À vậy dạ. thôi. Dạ, Ok. phải mướn luật sư. Bà phải mướn luật sư chứ không cách nào khác hết đó, tại nó đưa bà ra tòa rồi. Nhá. À, đưa ra tòa nào? Dạ, Dạ, ok. ok. Dạ, Cảm ơn bà, dạ chào bà. ok, Dạ, dạ. chào bà. Dạ. Dạ, tới đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Dạ, xin cảm ơn.